Xin chào nhà mình, Hoàng Đình Trọng đây, chào Hồ Chí Minh. Trọng đang thì ở Hà Nội, thời tiết đây rất là đẹp, vào cuối thu đầu đông, đôi khi là hiu hiu gió lạnh, rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời. Và Trọng vừa mới bàn xong về, họp xong về cái sự kiện 1.000 CEO vào ngày 1 tháng 12 tại Hồ Chí Minh. Thì đây sẽ là sự kiện rất là tuyệt vời. Trọng với tư cách là khách mời của sự kiện 1.000 CEO này sẽ có mặt ở đấy. Rất là Trọng rất là mong muốn gặp lại các anh chị và các bạn ở trong cái sự kiện này. Sự kiện 1.000 CEO này chúng ta sẽ có được những cái giá trị chính như sau. Thứ nhất đó là sẽ gặp những cái doanh nhân nghìn tỷ, những doanh nhân mà đã rất là thành công trên thương trường rồi, sẽ chia sẻ, sẽ cố vấn cho các doanh nhân nhà mình những cái bài học xương máu, những cái bài học để chúng ta có thể mô phỏng, nhưng cũng đồng thời có thể chia sẻ những cái thất bại để giúp chúng ta tránh ra. Và các anh chị sẽ được nghe cố vấn, các vị này cố vấn ở trên lớp để làm sao mà chúng ta có những cái con đường đi tắt nhanh hơn, đi đến thành công và tránh những cái vũng lầy, những cái thất bại, những cái học phí không đáng có. Thứ hai là chúng ta sẽ gặp hàng nghìn cái mối quan hệ ở trên đấy để cùng dùng trí năng của tổ chức để phối hợp làm ăn với nhau, gia tăng thương hiệu, bán hàng tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta dùng cái trí tuệ của tổ chức để mà làm sao cùng giải quyết những cái bài toán hóc búa. Và thứ ba là Trọng cũng sẽ có mặt ở đấy để chia sẻ cái kế hoạch giải phóng các CEO mắc kẹt, làm sao để mà các CEO mình giải phóng ra khỏi những cái áp lực, điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn mà lại còn nhàn hơn. Và thứ tư thì chúng ta có gặp Adam Kho, và một người rất là nổi tiếng ở Singapore và rất là giàu có ở Singapore, sẽ sang chia sẻ, tác giả của cuốn sách Tôi Tài Giải Giỏi Bạn cũng Thế. Đây là cái cuốn sách rất là bán chạy và chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở đó. Đây sẽ là sự kiện rất là tuyệt vời, có rất nhiều giá trị, có rất nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời. Rất Trọng rất là mong muốn là gặp lại các anh chị và các bạn ở trong cái sự kiện 1.000 CEO đó. Hẹn gặp lại nhà mình ở sự kiện 1.000 CEO nhé.